Thưa quý vị, COVID-19 và thiên tai bão lụt đã làm ảnh hưởng đến việc triển khai thi công các công trình dự án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là những công trình trọng điểm, làm cho công tác giải ngân đầu tư công của thành phố đến thầy chỉ đạt khoảng 40% kế hoạch năm. Tuy nhiên, thì trong khó khăn chung đó, các công trình vẫn được đẩy nhanh tiến độ, trở thành điểm sáng trong bức tranh đầu tư công của Đà Nẵng. Hình ảnh này được chúng tôi ghi lại vào đầu tháng 9 năm nay giữa cao điểm đợt dịch lần thứ hai bùng phát tại Đà Nẵng, công trình vẫn thi công đều đặn. Nhà thầu bố trí thi công chủ yếu bằng cơ giới, khoảng 80 công dân trên công trường, nhưng đã đều ở các hạng mục nên đảm bảo được cự ly khoảng cách khi làm việc. Còn đây là hình ảnh công trường hiện tại. Những ngày qua, dù trời mưa, vẫn thi công rầm rộ. Những chuyến xe nối đuôi nhau. Cái công trình nhà máy nước Hòa Liên này là một trong những công trình trọng điểm thành phố thì nhà thầu sc 5 cũng cảm thấy là một cái trách nhiệm và cũng là một cái động lực để đơn vị thực hiện. Thì quá trình thi công là mặc dù là thời tiết cũng mưa gió vừa qua là ảnh hưởng Covid là một thứ hai là mưa bão kéo dài thì cũng ảnh hưởng trong quá trình thi công nhưng mà nhà thầu vẫn quyết tâm là thực hiện thì đến bây giờ là khối lượng của nhà máy là đạt khoảng 40% về mặt xây dựng. Về còn cái các thiết bị thì hiện tại là nhà thầu đã đặt hàng đến 95% khối lượng. Dự án nhà máy nước Hòa Liên có công suất giai đoạn buộc là 120.000 m khối một ngày đêm. Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.170 tỷ đồng. Xác định đây là công trình trọng điểm của thành phố, nên ngay sau khi khởi công, các đơn vị đã tập trung triển khai thi công dự án. Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, tùy theo tình hình, tùy thời điểm, liên danh nhà thầu cùng các đơn vị đã có những biện pháp phù hợp để đảm bảo tiến độ thi công, bà triển khai làm cả ngày nghỉ, ngày lễ. Vì yêu cầu của tiến độ cho nên là bên công trình của em là dù ngày mưa hay là ngày lễ thì bên em vẫn làm bình thường. Vào những ngày mà dịch thì bên em vẫn làm nhưng mà theo yêu cầu của nhà nước thì vẫn đeo khẩu trang và giãn cách xã hội, giãn cách mỗi người khoảng cách vài mét để đảm bảo an toàn cho đợt dịch vừa rồi. À, thứ Bảy, Chủ nhật thì bên em vẫn là bình thường. Hiện hạng mục nhà điều hành sắp hoàn thành. Các hạng mục bể trộn, bể phản ứng, bể lọc, bể chứa, nhà đặt máy ép buồn, trạm bơm nước sạch và tường đầu đang được tập trung thi công đồng loạt. Hạng mục lắp đặt đường ống dẫn nước thô bằng thép dài gần 13 km, nối từ nhà máy xử lý nước đến trạm bơm và sông Cô Đê cũng được khẩn trương thi công theo kiểu cuốn chiếu và đã đạt 40% chiều dài tuyến. Liên danh nhà thầu mong muốn các vướng mắc về giải phóng mặt bằng của hai hạng mục tường rào và đường ống nước thô được tháo gỡ kịp thời để đẩy nhanh hơn nửa tiến độ. Riêng việc giải ngân vốn trên tinh thần đẩy mạnh đầu tư công nên rất thuận lợi. Hiện tại là những công hạng mục mà đơn vị đang triển khai quan trọng như là bể trộn, bể phản ứng, bể lọc, bể lắng, bể chứa thì hiện tại đang triển khai thi công đây bên cạnh đó có một soàn bộc đăng đơn vị đăng chuyện hai trị khai thi công tiếp đó là cái hàng mục nhà đặt bếp và bể chạm bơm nước rửa sạch và bể nắng bùng và xung quanh là đang thi công tuyến hàng rào và nhà điều hành thì đang công tác hoàn thiện giải ngang năng đảm bảo vì cái công trình trọng điểm thành phố thành là cũng dạng thuộc ưu tiên của thành phố vì vậy là nguồn vốn luôn luôn sẵn sàng chỉ có là đơn vị có khối lượng để lên là thành phố giải giải ngang ngay tuy nhiên trên địa bàn thành phố số dự án triển khai thuận lợi và nhanh về tiến độ chiếm chưa nhiều. Giải ngân vốn đầu tư công của Đà Nẵng đến nay mới đạt khoảng 40% kế hoạch năm. Do vậy, thành phố chỉ đạo các ban quản lý dự án, nhà thầu, địa phương, đơn vị phải thao gỡ nhanh các nút thắt về thủ tục và vướng mắc giải phóng mặt bằng để nhanh tiến độ các dự án động lực, công trình trọng điểm, quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công. Đây chính là cơ sở quan trọng để tạo động lực phục hồi và phát triển kinh tế.